Chương 6, Phân tích kỹ thuật Một định nghĩa về phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật là sự nghiên cứu về lịch sử sự diễn tiến của các số liệu giá qua các biểu đồ, các mô hình giá và các biểu đồ chỉ dẫn tại thời điểm, thời gian, xác định cụ thể bằng cách sử dụng các đường vẽ, liner, điểm, giọt, gậy, ba, hay nến, candlestick. Hai, các giả thuyết về phân tích kỹ thuật. Sự lặp lại về mặt triết học của các giả thuyết phân tích kỹ thuật, các phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên sự tính toán ước lượng trước khi bắt đầu nghiên cứu về phương pháp phân tích các khoản biểu đồ trên thị trường chúng ta hãy xem xét các điều kiện sau một tất cả các thông tin có thể gây ảnh hưởng tác động tới các nhà kinh doanh và thị trường thì chính chúng đã gián tiếp hay trực tiếp được phản ánh qua giá của các loại tiền tệ hai dí dịch chuyển theo các xu hướng hay các mô hình ba lịch sử thường lặp lại của chúng chu kỳ phân tích kỹ thuật cho phép các nghiên cứu trực tiếp về tất cả các số liệu bao gồm cả các nhân tố cơ bản Phần đông các nhà phân tích kỹ thuật đều đồng ý rằng sức cung cầu và các nhân tố cơ bản là nguyên nhân khiến cho thị trường lên hay xuống giá. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá tập trung vào giá của thị trường lên hay xuống thay vào đó chúng ta sẽ giảm bớt các lý do tại sao thị trường lên hay xuống mà sẽ giao dịch với sự chỉ dẫn, sự ủng hộ của các chỉ dẫn phân tích kỹ thuật. 3. Giá dịch chuyển theo xu hướng. Nếu ai đó không thể chấp nhận tiền đề này sẽ không có điểm tựa để có thể nghiên cứu hay sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật có rất nhiều cuốn sách và các phần mềm đã được viết ra để trợ giúp xác định xu hướng giá những bước phát triển của giá chúng chỉ ra mục đích các giao dịch hợp với các chỉ dẫn của các xu hướng giá đó chúng ta theo các xu hướng giá bởi vì chúng chỉ được đưa ra tại thời điểm đó trong sự dịch chuyển chung của thị trường phần lớn thị trường sẽ tiếp diễn như vậy hơn là có xu hướng đảo ngược qua hàng trăm năm trước các nhà phân tích kỹ thuật đã xác định và đưa ra các mô hình biểu đồ họ đã làm việc rất chăm chỉ để sáng tạo ra những biểu đồ chỉ dẫn hay các công thức toán học để chỉ ra sự mạnh yếu của các loại giá cả trên thị trường nói chung hay thị trường ngoại hối nói riêng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những mô hình biểu đồ, những chỉ dẫn đó đã diễn tiến như thế nào trong quá khứ và nó sẽ lặp lại những diễn tiến như thế ở hiện tại hay trong tương lai. Trong quá khứ cũng đã có những khuynh hướng đánh giá thấp, thậm chí còn chỉ trích các phương pháp phân tích kỹ thuật và gọi chúng là những dự báo hoàn hảo. Các chỉ trích đó nói rằng, bởi vì các loại biểu đồ đã được phổ biến rộng rãi trước đó nhiều năm thì các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư đã quá quen với nó, vì vậy, các diễn biến trên thị trường sẽ giống như một dàn nhạc giao hưởng. khi thị trường lên hay xuống giá thì tại các khoảng tăng hay giảm đó chỉ đơn thuần là tăng hay giảm theo giá vậy thôi. các chỉ trích đó cũng nói rằng các mô hình đó là những mục tiêu, những điểm, những hình ảnh đã hoàn thành và vì thế theo nghĩa đen chúng đã nằm trong tâm trí, suy nghĩ của các nhà quan sát. tuy nhiên, các luồng chỉ trích đó lại trái ngược mâu thuẫn với một tư tưởng khác. nếu như các hình thái các mô hình và các khoản biểu đồ giá đó là các hình ảnh đã hoàn thành và đã là ý niệm, suy nghĩ, trong tâm tưởng của các nhà kinh doanh thì khi đó thật khó có thể tưởng tượng được như thế nào về tất cả mọi người khi họ cùng trông thấy một vật tại cùng một thời điểm. Những nghiên cứu sâu hơn về các mô hình, các biểu đồ, các chỉ dẫn đã rõ ràng hơn và trở nên dễ đọc dễ nhận biết hơn cho mọi người với sự giải thích các nghĩa các mô hình đó nhiên về các phương pháp nghệ thuật hơn là các kỹ năng. Các thừa nhận này không chỉ đơn thuần làm tăng sự ảnh hưởng và hình ảnh vốn rất huyền bí của các nhà phân tích. Thay vào đó chúng nên được chỉ dẫn chính thức để trợ giúp các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư để làm sao họ có thể nghiên cứu và học hỏi về các biểu đồ, các chỉ dẫn. Tuy nhiên một sự gợi nhớ nhắc nhở rằng có thể có nhiều con mắt sẽ cùng gặp nhau tại một điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các biểu đồ, các mô hình xuất phát từ rất nhiều nguồn khác nhau như hình ảnh, kích thước, khoảng cách. Ví dụ như, biểu đồ điểm, dọc chát, biểu đồ đường chỉ, liner chát, biểu đồ gậy, ba chát, biểu đồ nến, candlestick chát, biểu đồ kaji, kaji chát, biểu đồ ba nét Thuy Liner Chát và biểu đồ Heikina, Heikina Chát. Các biểu đồ điểm, do, và đường chỉ, Liner, chỉ đơn thuần đưa ra các số liệu về giá tại thời điểm đó và nếu chỉ sử dụng riêng nó sẽ rất khó cho tất cả mọi người có thể hình dung thị trường sẽ như thế nào trong tương lai chúng không có các ưu điểm nổi trội như gậy, ba, hay nến, candlestick. Tuy rằng có rất nhiều loại biểu đồ được dùng để phân tích, nhưng trong cuốn sách này cho chỉ giới thiệu cho các bạn về một công cụ phân tích được yêu thích nhất đó là nến nhật, candlestick, bởi tính ưu việt của nó dưới đây là một số biểu đồ các bạn có thể bắt gặp trên một số phần mềm giao dịch. Tất cả các cửa sổ dùng làm hình phân tích sử dụng trong cuốn sách này được tôi, tác giả, lấy từ nguồn foxfox com và đã được công ty này cho phép sử dụng. Tôi đã phải sử dụng những mô hình những biểu đồ mới nhất, với các số liệu mới nhất để cung cấp cho độc giả một cái nhìn trung thực và có tính thực tiễn cao nhất. Các biểu đồ gậy, ba chát, đưa ra các số liệu về giá trên các đường có phương thẳng đứng, chúng chỉ ra các hành động diễn tiến của các số liệu giá trong suốt các khoảng thời gian đã được xác định gậy cũng là điểm nối của giá cao nhất và giá thấp nhất tại thời điểm xác định đó. Ghế mở cửa và giá đóng cửa của gậy được đánh dấu bằng các điểm chấp ngang. Giá mở của gậy nằm bên trái, giá đóng cửa nằm bên phải. Xem hình, D0608, dưới, các biểu đồ nến, cũng gần giống với các biểu đồ gậy, đỉnh và đáy là giá cao nhất và giá thấp nhất theo chiều thẳng đứng. Tuy nhiên, các diễn, tiếng của giá được giới thiệu theo một cách thức khác. Bằng cách sử dụng thân của nến, các thân rỗng chỉ ra giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chúng thường có màu hiền chàng, HD0T6RN0M8, an hình của bạn. Các thân đặc chỉ ra giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, chúng thường có màu đỏ trên màn hình của bạn. Dưới đóng cửa của nến trước chính là giá mở cửa của nến sau. Các hoạt động của giá ở trên thân nến được xem như đầu tim của nến, quýt, và các hoạt động của giá ở dưới thân nến được xem đuôi của nến, tice. Tice còn được gọi là lower shadow, quýt còn được gọi là upper shadow. 4. Lịch sử biểu đồ nến Nhật. Biểu đồ nến Nhật, Japanese candlestick chart đã xuất hiện từ những năm 1600. Khi đó biểu đồ gậy, biểu đồ điểm và giảng đồ thuộc khác vẫn chưa có. Người Nhật đã sử dụng phương pháp biểu đồ này để giao dịch trên thị trường gạo, rice market, hàng trăm năm về trước. Phương pháp này được giấu kín một cách nghiêm ngặt ở Nhật cho tới khi người Mỹ phát hiện ra những nhà kinh doanh lớn nhất trên thị trường tài chính Mỹ lúc bấy giờ chính là các thương gia người Nhật. Người Mỹ vẫn không thể hiểu và không thể biết làm thế nào mà người Nhật có thể đánh giá, phân tích thị trường chỉ với các công cụ phân tích đơn giản được gọi là nến, candlestick, như vậy. Họ không thể lý giải lý do tại sao người Nhật có thể ung dung cưỡi trên các xung hướng một cách ngoạn mục như vậy. Hay nói cách khác, những nhà kinh doanh người Nhật lại có thể đạt được những điều sâu xa như vậy trên thị trường. Họ nghĩ gì, phân tích như thế nào về thị trường tài chính của Mỹ và vì vậy người Mỹ sẽ phải học, phải nghiên cứu để biết tất cả những gì về biểu đồ nến? Với những gì khám phá được về biểu đồ nến đã cho thấy nhiều điểm nổi bật vượt trội của biểu đồ nến so với các loại biểu đồ khác, ngày nay nó đã trở nên phổ biến rộng rãi và rất được các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư ưu thích so với các công cụ khó hiểu trước đó. Cho đến nay, Thêm nhiều điều bí mật về biểu đồ nến nhật đã được khám phá qua các nghiên cứu sâu hơn về nó đã được xuất bản đặc biệt là cuốn sách thể Set Chat of Chat do Shoki Shimizu viết hay các ấn bản gần đây của Steven Nissen là Japan's Candlestick Ten Chip xuất bản năm 1991 và Beyond Candlestick xuất bản năm 1994 hay cuốn Candlestick Chatting của Grigor L. Modric xuất bản 1992, cũng rất đáng lưu tâm. Khi những nghiên cứu của họ đi sâu vào các góc bí mật được ẩn giấu nhất trong công nghệ biểu đồ này thì họ bắt đầu nhận ra khả năng sức mạnh tiên đoán của các công cụ phân tích kỹ thuật này, cả người châu Âu lẫn người Mỹ đều đã chấp nhận và sử dụng nó. Thị trường giao dịch nói chung đã có thêm những khám phá về những phạm vi mới đầy hấp dẫn, đầy sức mạnh, niềm vui và tất nhiên thêm cả phần ưu đãi hơn cho tất cả các nhà đầu tư trên thị trường giao dịch. Từ những điều tra của Nissan ông đã khám phá ra một người Nhật đầu tiên và nổi tiếng nhất đã sử dụng giá của quá khứ để tiên đoán sự thay đổi giá trong tương lai đó là Munesisa Homa, 1724-1803, hay còn được gọi là Aka Asakata. Sakata được xem là cha đẻ của các công cụ nến người được cho là tồn tại trong truyền thuyết ly kỳ và bí hiểm nhất. Sakata đã nắm bắt và tích lũy được rất nhiều cơ may giao dịch lớn trên thị trường gạo, rice market, từ những năm 1750. Làm sao ông làm được điều đó? Sakata đã cất giữ các ghi chép chi tiết về điều kiện thời tiết hàng năm để phân tích tâm lý các nhà đầu tư. Sakata đã phân tích giá gạo sẽ tăng trở lại tại thời điểm nó mới bắt đầu thay đổi và cuối cùng ông và một số công sự trong mạng lưới kinh doanh của. Mình đã hạ gục thị trường trao đổi gạo Osaka và sau đó là thị trường Eje, ngày nay là thị trường trao đổi Tokyo. Ông được mệnh danh là người trăm trận trăm thắng, vậy phương pháp giao dịch của ông là hàng đầu. Bạn hãy đoán xem ông đã sử dụng đến như thế nào. Dưới đây là một số dấu hiệu thông dụng dùng đến để phân tích trên thị trường chứng khoán. Có một sự khác biệt trong trong việc sử dụng nến để phân tích trong thị trường ngoại hối. Nếu như các thị trường khác mức giá đóng cửa cho phiên hôm nay có thể không phải là mức giá mở cửa của phiên kế tiếp. Thì trong thị trường ngoại hối không như vậy, do tính chất thị trường mở cửa liên tục 24 giờ trong ngày và 5 ngày trong một tuần và hầu như mức giá đóng cửa của phiên trước đó chính là mức giá đóng cửa của phiên kế tiếp có một số trường hợp cá biệt giá sẽ có thể thay đổi rất lớn vào những ngày kế tiếp giữa các tuần hay vào những ngày có các thông báo đặc biệt, tuy nhiên chúng xuất hiện không nhiều. Một điều đặc biệt, tôi thường sử dụng nến trong các phân tích nến có khoảng thời gian tuần để phân tích thị trường thường sẽ mang lại hiệu quả như mong muốn. Do các nến biểu thị số liệu ngày, giờ hay phút thường luôn là một sự kết nối liên tục giữa các số liệu trước đó nên để có thể tìm ra các dấu hiệu tương thích là một điều khó khăn để áp dụng chúng thật tốt trong việc phân tích dự báo trong thị trường ngoại hối bạn cần phải chú ý kỹ hơn tới bóng của các nến. Tuy nhiên, từ các mô hình nến cơ bản dùng để phân tích trong thị trường chứng khoán này, hy vọng chúng sẽ mang lại cho bạn những ấn tượng về dùng nến để dự đoán thị trường. Từ rất lâu trước đó, tôi đã đặc biệt thích thú với các ký hiệu, các biểu đồ, các mô hình và đặc biệt là công dụng và khả năng biểu đạt giá trị thị trường của nến nhật. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để có thể hiểu một cách thấu đáo và toàn vẹn về giá trị của các công cụ phân tích tài chính nói chung này. Tất cả các hình ảnh và các mô hình nến được tôi sử dụng trong cuốn sách dưới sự cho phép của hiệp hội nến, candlestick.com. Các bạn sẽ thấy đây là bản tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam. Dù thị trường chứng khoán của Việt Nam đã đi vào hoạt động từ rất lâu nhưng những kiến thức như thế này vẫn chưa thấy xuất hiện. Hy vọng là nó sẽ làm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu và học hỏi cho các nhà đầu tư. Chúng đặc biệt hữu ích trong kỹ thuật phân tích giá cổ phiếu trong thị trường giao dịch. 4.1 Tên gọi và các dấu hiệu nến cơ bản điểm thuận lợi nhất của nến là chúng có thể chỉ ra các điểm nổi bật của các xu hướng mạnh, sông tren, xu hướng yếu, quyết trend, và các xu hướng đảo ngược, reversal. Các dấu hiệu này cũng có thể thấy xuất hiện trên biểu đồ gậy 3. Nến trắng hay nến có màu xanh trên màn hình. Khi chúng xuất hiện, đó là dấu hiệu người mua đang xác lập điều kiện điều khiển thị trường, dấu hiệu này cho thấy thị trường đang tăng. Nến dài màu đen hay màu đỏ trên màn hình là dấu hiệu người bán đang xác lập điều khiển thị trường, dấu hiệu này cho thấy thị trường đang xuống giá. Nến Doji Nến Doji xuất hiện khi mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa gần ngang bằng nhau và chúng có một gạch ngang nằm giữa phạm vi giá. Đây là dấu hiệu cho thấy người mua và người bán đang do dự. Dragofi là một Doji nhưng có mức giá đóng cửa nằm gần phía trên đỉnh hay phía dưới của phạm vi giá. Đây là dấu hiệu đảo ngược sau một xu hướng xuống giá quyền điều khiển thị trường đã đổi chiều từ người bán, seller, sang người mua, buyer. Nến búa, hammer, là một dấu hiệu đảo ngược xảy ra sau một xu hướng xuống giá quyền điều khiển thị trường đã đổi chiều từ người bán, seller, sang người mua, bóng thường dài gấp hai lần thân nến. Nếu điều này xảy ra sau một xu hướng tăng giá chung được gọi là hàng diên mang, một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ xuống giá trong thời gian tới. Đá bia, Graveson, được xác định khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau và nằm gần đáy của phạm vi giá. Đây thực sự là dấu hiệu đảo ngược của Hammer, chúng cho thấy một dấu hiệu sắp đảo ngược sau một xu hướng tăng lên hay đi xuống trước đó. Nến Marubut trắng, xuất hiện khi mức giá mở cửa bằng mức giá thấp nhất, mức giá đóng cửa bằng mức giá cao nhất. Nến Marubut, đen, là hình ảnh ngược lại của Marubut, trắng, với mức giá mở cửa là mức giá cao nhất, mức giá đóng cửa làm giá thấp nhất. Chúng xác lập một xu hướng tăng lên hay giảm xuống rất mạnh. Xem hình dưới. 4.2 Các dấu hiệu nến chờ đợi Dấu hiệu của nến chắc chắn đưa ra cho nhà kinh doanh thấy một chỉ dẫn mạnh, yếu của thị trường hay một thời kỳ ổn định. Khi những mô hình, những dấu hiệu này xuất hiện điều mình cần làm là chờ và xem. Tránh giao dịch trong những tình huống này sẽ giúp nhà đầu tư không bị phơi mình trong tình huống không cần thiết cho tới khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập. Dưới đây là một số mô hình đến chờ đợi đáng chú ý. Comas and Spinning Top, chúng cho thấy thị trường rất yếu và không có xu hướng rõ ràng, giá chỉ dịch chuyển trong một phạm vi hẹp. Tombo Odragolin, chỉ dẫn này là xu hướng đảo ngược, nó cũng vẫn có thể dịch chuyển theo hai chiều, có thể lên hoặc xuống. Tombo và Dragolin khác biệt một chút so với Han man và Hammer là giá đóng cửa và giá mở cửa của chúng giống nhau. Còn nến Han man và Hammer có thân. Nếu một số mô hình nến dưới đây xuất hiện, cách tốt nhất là chờ đợi xu hướng xác lập rõ ràng. Mô hình nến Harami. Mô hình nến Haramio, Mô hình nến Hoshista. 4.3 Các dấu hiệu phân tích nến cho xu hướng đi xuống. Một Birit Falin 3 method, cách xác định, ngày đầu tiên là một nến xuống giá dài, màu đen. Ba nến tiếp sau đó là các nến có giá đóng cửa tăng dần gần tới mức cao nhất của ngày đầu tiên. Tuy nhiên, nến cuối cùng, thứ năm, lại có mức giá đóng cửa thấp hơn ngày đầu tiên. Với hình thái tạo lập này, thị trường cho thấy chúng chỉ có dấu hiệu nghỉ ngơi chút ít trước khi tiếp tục xuống giá. Hãy chú ý là không có một mức giá cao mới nào trong bốn nến trước đó, điều này cho thấy khả năng tin tưởng rằng thị trường sẽ đi lên có rất khó xảy ra. Hãy bán ngắn hạn khi có mô hình này xuất hiện. Đây được xem là một mô hình xu hướng xuống giá tiếp diễn, continuation không có mô hình nào gần tương tự như vậy. Hai, BIRIT BIRICAWAY cách xác định nến đầu là một nến tăng giá mạnh màu trắng. Nến tiếp theo cũng tiếp tục tăng giá và mức giá thấp nhất của nến thứ hai gần trùng với mức cao nhất của nến thứ nhất và tiếp tục nến thứ ba và thứ tư có mức giá đóng cửa cao hơn so với nến trước đó. Tuy nhiên, nến thứ năm lại là một nến với mức xuống giá dài màu đen và có mức giá đóng cửa nằm trong điểm trống do nến thứ nhất và nến thứ hai tạo ra. Đây được xem như là một mô hình đảo ngược (reversal) không có một mô hình nào gần tương tự như vậy. Với một mô hình được tạo lập như vậy, thị trường cho thấy xu hướng tăng giá được gia tăng tại điểm trống phía trên của nến đầu tiên. Một vài ngày tiếp theo vẫn có xu hướng tăng lên, tuy nhiên nó bắt đầu đổ xuống, nến cuối cùng cho chúng ta thấy một điểm phá vỡ đi xuống, Braddon, và mức giá đóng cửa thấp nằm phía dưới nến thứ ba. Tuy nhiên điểm trống mà ngày thứ nhất tạo ra vẫn còn trống. Từ điểm trống không được lấp đầy đó thì xu hướng tăng lên rõ ràng sẽ bị hỏng đi. Điều này có nghĩa là sẽ có một xu hướng đảo ngược. 3, Birit 3, liner style, cách xác định ba nến đầu tiên kế tiếp nhau liên tục xuống giá tạo thành. Mẫu hình ba sừng bò, màu đen, nến cuối cùng là một nến tăng giá, màu trắng, có giá mở cửa nằm dưới giá đóng cửa nến thứ ba và giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa của nến thứ nhất. Đây được xem là một mô hình tiếp diễn, continuation. Mô hình bitrick 3 black Rouse gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, nến thứ tư là một sự tăng lên mạnh mẽ, nó có thể vượt qua nhiều nến ngắn trước đó khi mà sự đảo ngược đã đóng một vai trò trong nến số 1 và mức rủi ro sẽ cao hơn cho những người mong muốn đặt cược vào một xu hướng đảo ngược. Xu hướng xuống giá sẽ được tiếp tục. 4. Birit Dowsit Gap 3 Method Cách xác định, hai nến đầu là những nến xuống giá dài, màu đen, với một điểm trống giữa chúng. Nến thứ ba, màu trắng, có xu hướng tăng lên nằm lấp vào điểm trống mà hai nến trước đó tạo ra. Đây là một mô hình xuống giá tiếp diễn, Continuation. Mô hình Birit Dowsit Tasuki Gap cũng gần giống với mô hình này với một mô hình được tạo lập như vậy, điểm trống phía trên nến thứ hai được lấp đầy bằng nến thứ ba. Lời khuyến cáo được đưa ra, hãy nghiên cứu xem đã có điểm trống như vậy ở các tuần trước đó chưa. Nếu đây là điểm đầu tiên thì sau khi đó mô hình này sẽ có khả năng cho thấy nó chỉ che phủ ngắn trên điểm trống đóng cửa đã được tạo ra trước đó và một xu hướng xuống giá sẽ xảy ra. 5. Birit Gap. cách xác định, hai nến đầu là những nến xuống giá dài, màu đen, với điểm trống nằm giữa nến thứ nhất và nến thứ hai nến thứ ba, màu trắng, có giá mở cửa nằm giữa thân giá của nến thứ hai và có giá đóng cửa nằm giữa điểm trống của nến thứ nhất và nến thứ hai. Tuy nhiên nến thứ ba không lắp đầy điểm khoảng trống đó. Điểm trống nằm dưới nến thứ nhất không được lắp đầy bởi nến thứ ba. Với một mô hình được tạo lập như vậy, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống. Đây là một mô hình xuống giá tiếp diễn, Cotinutino. Mô hình Birrit Dowsip Gap Method cũng gần giống với mô hình này. 6. Birrit Sibisai lang cách xác định, nến đầu tiên xuống giá, màu đen, nến thứ hai có xu hướng tăng lên với thân, màu trắng, với điểm trống nằm phía dưới giá mở cửa của nến đầu tiên. Nến thứ ba cũng với xu hướng tăng lên có thân nến, màu trắng, với cùng kích thước như nến thứ hai và cùng mức giá mở cửa. Nến thứ hai và nến thứ ba toàn tính cũng cố xu hướng tăng lên nhưng thất bại. Đây là một mô hình xuống giá tiếp diễn, continuation. Với một mô hình được tạo lập như vậy, hãy lấy lợi nhuận cơ bản trong ngắn hạn. Và thị trường sẽ vẫn tiếp tục duy trì một xu hướng xuống giá nguyên vẹn abandon baby, cách xác định nến thứ nhất đang có xu hướng tăng lên, tuy nhiên nến thứ hai lại là doji, trông như một điểm tối nằm phía trên giá đóng cửa của nến thứ nhất. Nến thứ ba là một nến màu đen nằm phía dưới và không gối lên điểm tối nến thứ hai. Điểm trống phía trên nến thứ hai có xu hướng khuyến khích một sự tăng lên, tuy nhiên giá đóng cửa và giá mở cửa nến thứ hai lại cùng một mức giá. Đây có thể coi là một dấu hiệu lấy lợi nhuận tạm thời trong một xu hướng dài tuy nhiên nến thứ ba lại để lộ kịch bản do dự của nến thứ hai. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình Birik Doji Star cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, hãy trong chừng phần trội thêm này bởi một xu hướng đi xuống sẽ diễn ra trong những ngày tới. 8. Birik Advance Block, cách xác định, ba nến tăng lên liên tục, màu trắng, với mức giá đóng cửa của nến sau cao hơn mức giá đóng cửa của nến trước. Dưới mở cửa mỗi ngày nằm giữa phạm vi thân của nến trước mỗi nến sau lại chỉ ra một mức tăng ít hơn mức tăng trước của nến trước. Sự dịch chuyển trên cùng giống như hình bóng của nến thứ hai và nến thứ ba. Mô hình Bullet 3 y Sodia và mô hình Bearish Delibertino cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, chúng gần giống với mô hình Bullet 3 y Sodia. Tuy nhiên Bear Advancer Block cảnh báo cho các nhà kinh doanh rằng sự yếu kém của hoạt động tăng giá phí trên bắt đầu khi mức giá đóng cửa của các nến thứ hai và nến thứ ba chỉ cao hơn chút ít so với độ cao của chúng chắc chắn xu hướng sẽ đi xuống trong những ngày kế tiếp hãy bán ngắn hạn khi có thể đây là một mô hình đảo ngược reversal chín birrid delibertino cách xác định ba nến tăng liên tiếp gần kề nhau màu trắng với mức giá mở cửa của nến sau cao hơn mức đóng cửa của nến trước nến thứ ba có điểm trống nằm cao hơn mức đóng cửa của nến thứ hai với mô hình này cho thấy nến thứ ba có giá đóng cửa ngay sát thân nến thứ hai sự phân đã xảy ra từ triết lý khi có bất cứ một nến nhỏ nào trong ngày thứ ba thì chúng sẽ chỉ ra sự đuối sức của thị trường và một xu hướng xuống giá sẽ xảy ra dù có một số người tranh cãi rằng điểm trống lớn hơn trên nến thứ hai giống như một khoảng ngắn kéo chúng lại trong khuôn mẫu thừa nhận là khi có một khoảng trống lớn thì đó là một dấu hiệu cho xu hướng tiếp tục tăng giá nhưng cơ hội để có thể chuyển vốn lấy lợi nhuận trong một thời kỳ trước đó ngay lập tức bị kéo trở lại có thể trở thành một xu hướng tăng giá mới không nên lơ là với dấu hiệu này Lệnh dừng nên được đặt trong trường hợp này để giảm tối đa các thua lỗ tiềm năng có thể xảy ra. Nến thứ ba thường có hình dạng như một con quay chỉ hay như một ngôi sao, thường có thân rất nhỏ. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Beatrice Evening Star, Beatrice Advanced Block cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, nhân tố khác biệt của tất cả sự yếu kém trên thị trường chính là nến thứ ba. Với hai nến trước đó có sự tăng lên mạnh mẽ, sự thay đổi nhanh chóng của giá sẽ cho thấy một chiến lược giao dịch trong ngày. Intraday rất thích hợp cho các nhà đầu tư, họ có thể ngay lập tức bán ngắn hạn hay lấy lợi nhuận. Evening Star, Direct Advance Block cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, nhân tố khác biệt của tất cả sự yếu kém trên thị trường chính là nến thứ ba. Với hai nến trước đó có sự tăng lên mạnh mẽ. Sự thay đổi nhanh chóng của giá sẽ cho thấy một chiến lược giao dịch trong ngày. Intraday rất thích hợp cho các nhà đầu tư, họ có thể ngay lập tức bán ngắn hạn hay lấy lợi nhuận. 10. Lyric Evening Doji Star Cách xác định, nến đầu tiên đang tăng lên, màu trắng, tuy nhiên nến thứ hai lại có hình, Doji, với một điểm trống nằm phía trên giá đóng cửa của nến thứ nhất. Nến thứ ba lại có hướng đi xuống mạnh, màu đen. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình Lyric Doji Star cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, dấu hiệu đi xuống của thị trường đã được tạo ra từ hai nến trước khi nến thứ ba xác lập cho xu hướng đi xuống nếu nó vượt quá 50% so với phạm vi xu hướng tăng lên trước đó. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư để có thể giao dịch thành công với chiến lược bán ngắn hạn, sell short. 11. Birrit Evening Star, cách xác định, nến đầu tiên tăng mạnh, màu trắng. Nến thứ hai giống như một điểm trống nằm phía trên mức đóng cửa của nến thứ nhất. Nến thứ ba có hướng đi xuống mạnh, màu đen. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Birrit STAR. Birik Abandon Baby và Birik Trista cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo, lập như vậy, với điểm trống nằm cao hơn của nến thứ hai, nhưng chỉ giao dịch trong một phạm vi nhỏ hẹp. Sự đi xuống của thị trường trong sự do dự này được xác lập với mức giá đóng cửa thấp của nến thứ ba. Hãy trông đợi là chắc chắn giá sẽ thấp hơn nữa trong những ngày tới. 12. Birik Identical Backgrounds, cách xác định, ba nến đi xuống liên tiếp, màu đen, có mức đóng cửa thấp hơn so với mức đóng cửa của nến trước. Mức giá đóng cửa của nến trước chính là giá mở cửa của nến sau. Đây là một xu hướng đảo ngược, reversal. Mô hình Bearish 3 Black Rouse cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, mô hình này chính là đặc trưng điển hình cho một xu hướng bán tháo trong hoảng loạn, mỗi mức giá đóng cửa của nến trước lại chính là giá mở cửa của nến sau. Sự gia tăng thêm của các hành động xuống giá, bạn nên bán theo xu hướng này trong ngắn hạn. 13, Bearish 3 Black ba nến đi xuống liên tiếp, màu đen với giá đóng cửa nến sau thấp hơn nến trước và giá mở cửa của nến sau nằm trong phạm vi thân giá của nến trước. Đây là một xu hướng đảo ngược, reversal. Mô hình Birich Identical Bar Grouse cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy cho thấy thị trường đang có xu hướng lấy lợi nhuận lan tràn khắp nơi, nó rung trong báo động cho những người vẫn có vị trí mua dài hạn. Điều này gây nên một tình trạng bán tháo giống như một quả cầu tuyết và sẽ có ảnh hưởng trong những ngày sắp tới. 14. Birich Bar Inside Out hai nến đầu tiên giống như mô hình Birit Harami, nến thứ ba đóng cửa thấp hơn một chút so với nến thứ hai. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình Birit Harami, Birit Harami Cross cũng gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy chúng cho thấy đây là dấu hiệu xác lập của mô hình Birit Harami và cho thấy giá sẽ tiếp tục đi xuống. 15. Birit 3 Outside Down, mô hình Birit en tạo nên hai nến trước đó, nến thứ ba có mức giá đóng cửa thấp hơn nến thứ hai. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình BIRIT Enlun gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, nó chính là dấu hiệu xác lập của xu hướng đi xuống và giá sẽ có xu hướng tiếp tục đi xuống trong những ngày tới. 16. Irid Trista Tất cả các nến đều có hình doji. Điểm trống của nến thứ hai nằm phía trên nến đầu tiên và nến thứ ba. Đây là một mô hình đảo ngược (reversal). Không có mô hình nào gần giống như mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, chúng rất hiếm khi xuất hiện. Mô hình này ít được nhận thấy trong thị trường chứng khoán với khối lượng giao dịch thấp cũng như trong thị trường ngoại hối. Một khối lượng khổng lồ thường sẽ được giao dịch sau khi có sự xuất hiện của mô hình ba doji star, các nhà kinh doanh không bao giờ thờ ơ với dấu hiệu này khi chúng xuất hiện trên các biểu đồ, các mô hình. 17, Bitrick High clouds, nến thứ nhất là một nến có mức tăng cao, màu trắng, điểm trống được tạo ra từ nến thứ nhất và nến thứ hai, màu đen. Nến thứ ba có giá mở cửa nằm trong phạm vi thân của nến thứ hai và có mức giá đóng cửa nằm trong phạm vi thân nến thứ nhất. Đây là mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình Birik Dark Lauco, Evening Star gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, nến thứ hai lấp đầy khoảng trống của nến thứ nhất và nến thứ ba. Do vậy chúng được coi như một sự kéo lại nhanh chóng và đây không phải là một dấu hiệu thật tốt cho một dấu hiệu thị trường sẽ tăng giá trở lại mà thị trường sẽ xuống giá trong những ngày tới. Hành động giá này sẽ cho thấy đây là một đỉnh ngắn. Hãy bán ngắn hạn ngay khi có thể. 18. Birik Upside Gap High Crowds, nến thứ nhất là một khoảng tăng giá lớn, màu trắng, nến thứ hai, màu đen, và tạo ra một điểm trống nằm phía trên nến thứ nhất. Nến thứ ba, màu đen, có giá mở cửa nằm phía trên và nhận chìm nến thứ hai và nó lại có giá đóng cửa nằm trên giá đóng cửa của nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Mô hình Birit Evening Star, Birit Macau gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, điểm trống được tạo ra từ nến thứ hai và nến thứ nhất bắt đầu bị kiểm tra mức độ, đó chính là nến thứ ba hai điểm giá đóng cửa thấp hơn liên tiếp làm cục hứng và chính chúng hủy diệt một xu hướng tăng lên của thị trường. Hãy trông chừng các điểm giá thấp hơn đó bởi sẽ sớm xuất hiện một nến kế tiếp để lấp đầy điểm trống đó. Và vì vậy thị trường sẽ đi xuống như một điều tất yếu. 19. Iris Inet, nến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen. Nến thứ hai, màu trắng, có giá mở cửa nằm dưới mức thấp nhất của nến thứ nhất nhưng lại có giá đóng cửa gần sát với thân của nến thứ nhất. Đây là mô hình tiếp diễn xuống giá tiếp diễn, continuation mô hình Biric Onet, Biric Meeting và Bullish PSI Liner gần giống với mô hình này. Với một mô hình được tạo lập như vậy, chúng gần đồng nhất với mô hình xác lập của Biric Onet. Loại trừ một khả năng nhanh chóng xuống giá thấp hơn nữa nhưng chúng vẫn báo hiệu cho thấy một xu hướng xuống giá vẫn tiếp tục. 20. Bullish Sipatin Lan, nến thứ nhất với một sự xuống giá dài, màu đen, nến thứ hai mở cửa tại mức giá mở cửa của nến thứ nhất. Đây là một mô hình tăng giá tiếp diễn, Continuation Mô hình Bullet Meeting Line gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, nến thứ nhất, màu đen, là một sự hoài nghi trong một xu hướng tăng giá, nến kế tiếp cũng rất dài, màu trắng, tăng lên buộc thị trường cho xu hướng tăng giá lên dễ dàng. Xu hướng tăng lên sẽ sớm quay trở lại. Bạn có thể bắt mô hình này rất nhiều trong thị trường ngoại hối. 21. Bullet Doji Star, nến thứ nhất với một sự xuống giá mạnh, màu đen, nến thứ hai là một nến Doji tạo nên một điểm lỗ trống phía dưới nến thứ nhất, bóng của nến Doji không quá dài. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal. Bullet Doji Star chính là sự tạo lập hai ngày đầu của mô hình Bullet Morning Doji Star với mô hình như vậy, nến thứ nhất với một sức mạnh xuống giá đầy đủ. Tất cả niềm tin tưởng về một xu hướng xuống giá của nến thứ nhất đã bị nến thứ hai, Doji, phá hủy hoàn toàn. Khi mà điểm trống phía dưới có giá đóng cửa và giá mở cửa, nến thứ hai có mức gần nhau. Xu hướng bán ngắn sẽ nhanh chóng xuất hiện nếu như ngày kế tiếp có mức giá mở cửa cao hơn bạn có thể bắt gặp mô hình này rất nhiều trong thị trường ngoại hối. 22. mươi hai bullish màu sắc của nến thứ nhất ảnh hưởng rất lớn tới xu hướng của mô hình này tuy nhiên nến thứ nhất cũng có thể là nến doji thân giá thực của nến thứ hai nhận chìm hoàn toàn thân giá của nến thứ nhất đây là một mô hình đảo ngược (reversal) mô hình bullish engulfing là bước xác lập khởi đầu của mô hình bullish 3 outside Up. với mô hình như vậy nếu như khối lượng giao dịch diễn ra không nhiều trong nến thứ nhất so với nến thứ hai trong mô hình xác lập Bullish Engulfing thì sau khi sức mạnh của mô hình tăng lên, nến thứ hai có mức giá mở cửa phía dưới giá đóng cửa của nến thứ nhất, tuy nhiên việc nhanh chóng lấy lại sức của nến thứ hai đã tạo ra một mức giá đóng cửa trên mức giá mở cửa của nến thứ nhất. Sự thiệt hại về tinh thần của xu hướng bán ngắn đã mang tới một nghi vấn về xu hướng xuống giá. Chúng chính là sự thúc đẩy sức mua trong những ngày kế tiếp dẫn đến mức giá sẽ tăng lên. Hãy mua ngay khi có thể. 23 Bullish Harami Nến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen, nến thứ hai tuy tăng lên nhưng thân giá của nến thứ hai chìm đắm hoàn toàn so với thân giá của nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Bullet Harami chính là sự xác lập hai ngày đầu của mô hình Bullet 3 Inside Up. Với mô hình như vậy, nếu nến thứ nhất có khối lượng giao dịch cao đủ thỏa mãn một xu hướng xuống giá hiện có cộng với khối lượng giao dịch nhẹ trong một phạm vi giá nhỏ hẹp của nến thứ hai so với thân nến nến thực trước đó và khi nến thứ hai xuất hiện nó gia tăng sự tập trung một sự thay đổi sắp xảy ra của một xu đi xuống hãy trông chừng mức giá cao hơn trong những ngày kế tiếp. Đặc biệt khi chúng cung cấp một sự xác lập thay đổi xu hướng khi có mức giá đóng cửa cao hơn so với nến trước đó. 24. Bullet Harami Cross Nến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen. Nến thứ hai có hình dáng sao doji. Sao doji bị chìm đắm so với thân giá thực của nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Bullet Harami Cross chính là sự xác lập hai ngày đầu của mô hình Birik Falling Bar Method. Với mô hình như vậy, phạm vi giá của nến thứ hai không xuyên qua được phạm vi giá của nến thứ nhất, đồng thời nó có giá đóng cửa và giá mở cửa gần nhau thậm chí ngang bằng nhau. Khối lượng giao dịch trong ngày thứ hai là rất thấp, chỉ dẫn này cho rằng các giao dịch là quá ít không đủ thông tin để có thể đưa ra một quyết định vào vị trí ngắn, bán, hay vị trí dài hạn, mua. Khi chúng xuất hiện như vậy điều không ngoan nhất cần phải làm đó là chờ đợi cho tới khi có được xu hướng rõ ràng hơn hiện ra. 25. Bullet Homing Pigong, nến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen nến thứ hai, màu đen, cũng có xu hướng xuống giá nhưng ngắn hơn và chìm đắm so với phạm vi giá của nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình bullet harami gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, nến thứ hai cho thấy một sự giảm giá trị rõ nét của một thời kỳ đi xuống trước đó. Nếu như xu hướng đi xuống trước đó đã là rất nhiều, khi đó nó đưa ra cơ hội thoát khỏi vị trí ngắn hạn hay đề xướng một vị trí dài hạn. 26. Bullet Inverter Hammer, nến thứ nhất với một sự đi xuống dài, màu đen nến thứ hai với thân nến xác lập thực sự nhỏ và ở gần dưới đáy của phạm vi giá bóng phía trên của nến thứ hai không vượt quá gấp hai lần so với độ dài của thân của nến bóng phía dưới thân nến thứ hai là rất nhỏ hay không tồn tại đây là một mô hình đảo ngược Reveal mô hình bullet inverter hammer có thể trở thành hai nến đầu xác lập tạo nên mô hình bullet morning star với mô hình như vậy với bóng rất dài phía trên cùng với thân nến rất nhỏ nằm gần đáy của phạm vi giá giao dịch điều này gây nên một sự tập trung và một xu hướng xuống giá Chúng sẽ tự hỏi đây có phải là điểm kết của một xu hướng xuống giá và lấy mức đo lường này để bảo vệ lợi nhuận của họ. Nếu như mức giá mở cửa của ngày kế tiếp nằm phía trên các thân nến của mô hình Inverter Hammer thì sự trông đợi ở đây chính là một vị trí ngắn hạn, bán, để bảo hộ và đẩy tới một sự đảo ngược phục hồi. Bạn có thể bắt gặp mô hình này rất nhiều trong thị trường ngoại hối. 27. Bullet Kicking, nến thứ nhất, màu đen, là nến marubu nến thứ hai, màu trắng, cũng là một nến marubu nhưng hai nến này đã tạo ra một điểm trống mở nằm phía trên mức giá đóng cửa của nến thứ nhất Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal Mô hình Beeryxipatin Lan gần giống với mô hình này Với mô hình như vậy, điểm trống được tạo ra từ nến thứ hai trở thành vùng ủng hộ Mong chờ một mức giá cao hơn và với các điểm trống đã kiểm nghiệm trước đó đã phá vỡ sự quay trở lại của xu hướng xuống giá Hãy mua ngay khi có thể 28. Bullet Machine Lao, nến Thứ nhất với một sự xuống giá dài, màu đen nến thứ hai cũng có xu hướng xuống giá màu đen nhỏ hơn và có mức giá đóng cửa ngang bằng với mức giá đóng cửa của nến thứ nhất đây là một mô hình đảo ngược reversal mô hình bullet homing pigong gần giống với mô hình này với mô hình như vậy với hai ngày liên tiếp có mức giá đóng cửa ngang bằng nhau trong một xu hướng xuống giá đó chính là sự cảnh báo về một mức độ ủng hộ quan trọng đã xuất hiện trong những tuần trước đó mức giá cao hơn có thể là lựa chọn hàng đầu trong ngày kế tiếp mức giá đóng cửa cao hơn của ngày kế tiếp sẽ hợp với một sự xác lập của xu hướng đảo ngược. 29. Bullish Meeting Line, đến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen. Đến thứ hai là một sự tăng giá dài, màu trắng và có mức giá đóng cửa bằng với mức giá đóng cửa của nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Bullish Sipating Line, Bullish Piercing Liner gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, một nến xuống giá dài theo sau nó là một nến tăng giá với cùng một mức giá đóng cửa giống nhau so với nến trước nó, các nhà kinh doanh đang đặt cược cho một xu hướng đảo ngược. Một ý tưởng tốt hơn đó chính là hãy chờ đợi cho tới khi có một sự xác lập xu hướng đi xuống và sau đó chắc chắn giá đóng cửa sẽ tăng cao hơn trong những ngày sắp tới. 30 Bullish PSIN Liner, nến thứ nhất là một sự xuống giá dài, màu đen nến thứ hai xuất hiện nhưng với giá mở cửa thấp hơn mức giá thấp nhất của nến thứ nhất cùng với giá đóng cửa nằm trong phạm vi thân giá của nến thứ nhất nhưng vượt qua điểm giữa của thân nến thứ nhất. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình Biric Inet, In Biric Onet On và Biric Therusin gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, điểm trống dưới nến thứ hai cho thấy xu hướng đi xuống vẫn còn tồn tại, tuy nhiên mức giá đóng cửa của nến thứ hai lại vượt qua điểm giữa của thân nến thứ nhất. Điều này cho thấy đáy của xu hướng đi xuống sẽ được xác lập. Các hoạt động của giá gần như không được thấy rõ khi sử dụng các biểu đồ gậy, ba chát, so với các biểu đồ nến, candlestick chát. Mức giá đóng cửa của nến thứ hai xuyên qua càng xa so với phạm vi giá của nến thứ nhất thì dấu hiệu khả năng đảo ngược càng thành công hơn. 31. Bullet Bevel, một nến trắng rất dài xuất hiện với mức giá mở cửa chính là giá thấp nhất và không có bóng thấp hơn phía dưới. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal. Mô hình này chính là nến Marubu. Với mô hình như vậy, một điểm trống phía dưới xảy ra các hành động giá diễn ra trong một xu hướng tăng lên. Hành động nhanh chóng này diễn ra do sức mua quá lưu bù. Hãy bán ngắn đồng thời bảo vệ vị trí của chúng theo sự tập trung vào các hành động giá vượt quá cao. 32. Bullet Hammer, một nến xuất hiện với thân thực nằm phía trên phạm vi giao dịch, màu sắc của nến loại này không quan trọng trong việc dự báo. Độ dài của bóng dài hơn ít nhất hai lần so với thân giá của nến, có ít hay không hề có bóng xuất hiện phía trên thân giá của nến. Xu hướng trước đó là xu hướng đi xuống. Đây là một mô hình đảo ngược, Reversal Mô hình Bullet Hammer chính là một trường hợp đặc biệt của nến Dragofi Doji. Mô hình Birit Hanjin mang gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, kết hợp với bất cứ một nến đơn lẻ nào khác xuất hiện sau nó thì đều đủ điều kiện xác lập. Bullet Hammer cho thấy giá đi xuống thấp hơn so với giá mở cửa và đóng cửa gần với giá mở cửa. Nhân tố chính này làm giảm khả năng tin tưởng về một thị trường đi xuống. Sẽ thật tuyệt nếu như ngày sau lại xuất hiện thêm một thân nến hammer thực sự nữa nhưng có mức giá đóng cửa cao hơn thì một khả năng xu hướng tăng giá sẽ là rất cao trong những ngày kế tiếp. Bạn có thể bắt gặp mô hình này rất nhiều trong thị trường ngoại hối. 33, bullet toyer bottom, nến thứ nhất bao gồm một thân nến dài, nến thứ hai có thân ngắn nhưng lại có mức giá thấp ngang bằng với mức giá thấp của nến trước đó. Màu sắc của mỗi nến không được xem xét trong sự kết hợp của mô hình này. Đây là một mô hình đảo ngược, reversal mô hình Bullish Harami Cross gần giống với mô hình này. Với mô hình như vậy, các hành động giá thể hiện trên các nến cho thấy mức độ xuống giá của hai ngày liên tiếp đã là ngang bằng nhau, đó cũng là dấu hiệu ủng hộ dưới cho xu hướng này. Đây chính là một dấu hiệu. Khoảng đáy ngắn sẽ được xác lập. Năm, Các điểm trống Điểm trống, gap, là khoảng các đứt khoảng khác biệt giữa các nến, chúng được hình thành khi mức giá thấp nhất vượt hẳn lên phía trên mức giá của ngày trước đó hay ngược lại mức giá cao nhất nằm phía dưới mức giá của ngày trước đó do sự tăng lên bất thường hay giảm xuống bất thường của giá tạo ra điểm trống gap đóng vai trò quan trọng trong một xu hướng trong thị trường chứng khoán chúng xuất hiện rất nhiều, trong thị trường ngoại hối chúng xuất hiện không nhiều do tính chất đặc biệt của thị trường chúng ta rất hiếm khi bắt gặp chúng trong các đơn vị nến có độ tính thời gian là ngày, tuy nhiên bạn cũng có thể bắt gặp chúng trong các đơn vị tính nhỏ hơn hay bạn có thể thấy chúng rõ ràng khi quan sát ở các nến có đơn vị tuần hay tháng. Dưới đây là một số điểm trống cần xem xét. 5.1 điểm trống, gặp xuất hiện khi có mức giá tăng hay giảm đột ngột so với trước đó. 5.2. Điểm trống lấp đầy, fillet gap xuất hiện khi chúng được lấp đầy bởi phạm vi giá đóng cửa của các nến hay gậy sau nó. Có hai quy tắc giao dịch cơ bản, tránh giao dịch với các điểm trống chung, common gap, chỉ giao dịch trên điểm trống khi chúng được xác lập bởi khối lượng, volume. Các điểm nổi bật chính xuất hiện trên biểu đồ khối lượng được hiện rõ nét qua sự tác động qua lại giữa giá, price và khối lượng, volume. 5.3. Điểm trống chung, common gap hình thành khi giá bất chợt tăng mạnh nhưng những nến sau đó không tạo ra mức giá cao hay thấp mới chúng nhanh chóng lấp đầy điểm trống. Do xu hướng tăng lên không đủ mạnh và bị sụp đổ ngay sau đó không lâu. Tránh giao dịch trong tình huống này cho tới khi chúng được xác lập rõ ràng. 5.4 điểm trống chạy trốn, Bracaway gap. Hiện tượng này xảy ra khi có khối lượng giao dịch lớn, theo sau chúng là hàng loạt mức giá cao mới trong xu hướng tăng lên mạnh hay hàng loạt mức giá thấp mới trong xu hướng xuống giá mạnh. Quy luật giao dịch. Trong xu hướng tăng lên, nếu điểm trống này xảy ra hợp với khối lượng giao dịch lớn, Hãy vào một vị trí mua dài hạn, buy lông, sau đó đặt lệnh dừng, stop loss, thấp hơn mức dưới của điểm chạy trốn, breakaway gap, một chút. Trong xu hướng đi xuống, nếu điểm trống này xảy ra hợp với khối lượng giao dịch lớn. Hãy vào một vị trí bán ngắn, sell short, sau đó đặt lệnh dừng, stop loss, cao hơn mức trên của điểm chạy trốn, breakaway gap, một chút. 5.5 điểm trống tiếp diễn, continuation gap. Điểm trống tiếp diễn xảy ra ở giữa của một xu hướng tăng mạnh. Theo sau điểm trống tiếp diễn, continuation gap, thường là hàng loạt mức giá cao mới trong xu hướng tăng lên hay hàng loạt mức giá thấp mới trong xu hướng đi xuống. Sự khác biệt giữa chúng với điểm trống cạn kiệt, Esatino Gap, đó là chúng không bị đóng ngay sau đó. Quy luật giao dịch, nếu như khối lượng giao dịch tăng mạnh, ít nhất 50% so với thời điểm trước đó. Hãy dùng chiến lược giao dịch giống như tại điểm chạy trốn. Vào một vị. Trí sớm sau đó chờ đợi mức giá cao mới hay mức thấp mới trong xu hướng đi xuống cho tới khi mô hình này được xác lập nếu như không có các mới giá mới trong những phút hay những ngày kế tiếp hãy thoát khỏi vị trí đó ngay lập tức bởi chúng có thể là một điểm trống kiệt sức, Esatino Gap. Bạn sẽ bắt gặp chúng rất nhiều trong thị trường ngoại hối sau khi có những tin tức đặc biệt đạt được công bố như công bố mức lãi suất mới của Fed, BOJ hay BOE. 5.6 điểm trống kiệt sức, Esatino Gap điểm trống kiệt sức xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng lên hay một xu hướng đi xuống, một sóng đẩy cuối cùng trước khi xu hướng hết hạn thường kèm với một khối lượng giao dịch lớn, volume chúng khác với điểm trống tiếp diễn, continuation gap, theo sau là những mức giá cao mới, trong xu hướng tăng lên, hay những mức giá thấp mới, trong xu hướng đi xuống, là đóng cửa ngắn và gần sát với điểm trống và không tạo ra mức cao mới hay mức thấp mới trong những nến tiếp theo. Xem hình dưới. Quy luật giao dịch, trong xu hướng tăng lên, bán ngắn hạn, sell short hay đóng vị trí giao dịch dài hạn, quy lông của bạn trước đó và bảo vệ lợi nhuận của bạn tại mức giá cao nhất trước đó bằng một lệnh dừng, stop loss trong xu hướng đi xuống, vào vị trí dài hạn, quy long hay đóng vị trí bán ngắn hạn của bạn trước đó và bảo vệ vị trí của bạn bằng một lệnh dừng, stop loss, tại mức giá thấp gần nhất. 5.7 cùng đảo đổi ngược, Island blueser Reversal. Trong chúng như một quần đảo được xác định bởi điểm kiệt sức, Esatino Gap, theo sau, thường sau vài ngày, tính từ điểm trống chạy trốn, Bracaway, trước đó trong một hướng đối lập. Chúng là một dấu hiệu đảo ngược đầy sức mạnh. Quy luật giao dịch, hãy giao dịch giống với chiến lược trên điểm trống kiệt sức, Esatino Gap. 6. Các khoảng thời gian phân tích kỹ thuật Các khoản biểu đồ đưa ra các khoảng thời gian đã qua biểu thị giữa giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất của gậy, ba, hay nến, candlestick. Các khoản biểu đồ thời gian này thường bắt đầu từ tiết tắc, một phút, một giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Khoảng thời gian ngắn thường hay được sử dụng cho các vị trí vào hay thoát khỏi thị trường. Các nhà kinh doanh có thể sử dụng nhiều phương thức, công thức giao dịch khác nhau miễn là họ cảm thấy thoải mái và hợp với nó. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng các biểu đồ có khoảng thời gian dây, tích tắc, 05 phút, 10 phút, 15 phút, 60 phút cho các giao dịch ngắn hạn hay có thể sử dụng các khoảng thời gian 60 phút, 120 phút, ngày, tuần, tháng cho các giao dịch dài hạn. Điều này tùy thuộc vào các công ty môi giới mà bạn chọn để giao dịch, chúng sẽ có đôi chút khác biệt về các khoảng thời gian phân tích. Dưới đây là một số hình với các khoảng thời gian tương ứng tích tắc, 05 phút, 10 phút, 60 phút, 120 phút, ngày, tuần và tháng. 7. Các mô hình thị trường dưới đây là một số mô hình, pattern, cơ bản thường hay bắt gặp trên các biểu đồ phân tích giá của các thị trường nói chung hay thị trường ngoại hối nói riêng. 7.1 xu hướng tăng giá Đi lên xu hướng đi lên, úp tên, úp quyên, bao gồm các khoản giá cao và cao hơn của các đỉnh chấp và các vùng thấp cũng cao hơn các đỉnh và các vùng thấp trước đó. Điều này xảy ra khi các áp lực mua trên thị trường tăng cao vượt trội hơn so với sức bán. 7.2 xu hướng xuống giá, xu hướng đi xuống, sự dao động đi xuống, đao trên, đao xuyên, là thị trường bao gồm các khoản giá cao thấp hơn các khoản giá cao trước và các khoản giá thấp thấp hơn các khoản giá thấp trước đó. Điều này xảy ra khi các áp lực bán trên thị trường tăng cao vượt trội hơn so với sức mua. 7.3 xu hướng đứng giá chờ đợi hay giá một chiều Xu hướng chờ đợi đứng giá hay còn gọi là xu hướng rảnh, kênh, Saway and channel trend khi chúng ta nghiên cứu về các mô hình biểu đồ có một điều gì đó nằm trong tâm trí, trong các suy nghĩ của chúng ta, khiến cho chúng ta có thể hiểu được nó dễ dàng hơn về kênh xu hướng hay xu hướng đứng giá chờ đợi hay xu hướng một chiều chúng ta cũng nên xem chúng như những mô hình giá tiếp diễn khác. Sự mở rộng hay thoái lui của thị trường diễn ra thường xuyên. Đó chính là tính tự nhiên của thị trường. Nó có thể dâng lên sau đó dừng lại hay thoái lui như ngọn sóng. Dưới thị trường diễn tiến trong một khoảng thời gian đó cũng có thể lên hay xuống. Tuy nhiên, tại điểm mà chúng thoái lui hay có sự dịch chuyển hiệu chỉnh, sau đó chúng có thể dao động giữa đỉnh và đáy của khoảng phạm vi giá. Sự dịch chuyển hay thoái lui thường được biết đến rộng rãi theo tỷ lệ phần trăm từ 38%, 50% đến 62% so với sự dịch chuyển của xu hướng trước đó. Với sự dịch chuyển như vậy chúng được gọi là sự tiếp diễn, khi xu hướng dịch chuyển chúng tạo ra vô số các đỉnh chấp hay các đáy, vùng. Thấp Xu hướng đi lên bao gồm hàng loạt các đỉnh chấp và các đáy leo theo hướng đi lên. Trái lại, khi xu hướng đi xuống bao gồm hàng loạt các đỉnh chấp và các đáy theo hướng đi xuống xu hướng đứng giá hay chờ đợi bao gồm hàng loạt các đỉnh chóp và các dãnh máng nằm gần ngang bằng nhau. Hay nói một cách đơn giản, ngắn gọn và mang tính tượng hình khác đó là, thị trường đi lên, tăng giá giống như khi ta đứng từ phía dưới chân của một ngọn đồi có các ruộng bậc thang nhìn lên đỉnh. Còn thị trường đi xuống, xuống giá giống như khi ta đứng từ trên đỉnh nhìn xuống dưới. Các mô hình của kênh, đảnh, channel là các vùng tiêu biểu chắc chắn nhất khi đó chúng thường được xem như một điểm giữa của sự dịch chuyển trong các đường chỉ dẫn của xu hướng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các mô hình như vậy thường kéo dài trong 3 tới 6 tháng do rất nhiều các chu kỳ ngắn khác tạo nên. Tuy nhiên chúng có thể lâu hơn. Nếu đường xu hướng chạy song song như hình chữ nhật cung và cầu dường như là cân bằng trên các mô hình. Trái lại, khi chúng dịch chuyển lên hay xuống càng nhiều thì chúng có thể cắt nhau và tạo ra rất nhiều vùng cắt hỗn hợp khi đó cung và cầu luôn luôn là khác nhau và chính chúng tạo nên tính đa dạng và sự hấp dẫn của thị trường. Khi một cặp ngoại tệ dao động giữa hai mức độ xác định rõ ràng thì sự ủng hộ và mức độ kháng cự sẽ xuất hiện nhiều và bạn có thể giao dịch trên mỗi điểm nối, điểm dừng thua lỗ phía trên các xu hướng đó. Khối lượng giao dịch không mấy quan trọng như các mô hình khác, nhưng chúng thường có chút ít hoạt động ảnh hưởng trên các mô hình giá đó. Trong các mô hình như vậy thì khối lượng tăng lên một cách đáng chú ý và rất dễ nhận thấy trên các điểm phá vỡ, breakout. Khi những sự dịch chuyển dao động trong phạm vi của các giá đã xác định cụ thể, chúng ta có thể gọi chúng là các xu hướng một chiều, chờ đợi hay còn gọi là thị trường hẹp. Nói chung, chúng ta nên tránh giao dịch trong các xu hướng đứng giá, chờ đợi, xu hướng hẹp một bên chỉ đơn giản là khi giá của các cặp ngoại tệ trong xu hướng đó là biến động rất ít và do vậy có rất ít cơ hội để có thể kiếm được lợi nhuận. Chúng ta hãy xem ví dụ, chẳng hạn chúng ta giao dịch cặp ngoại tệ Euro USD chúng chỉ dịch chuyển từ 1.2219 đến 1.2224 và chúng chỉ dao động trong phạm vi giá đó thì vị trí đó tăng lên 1.2224 sau đó lại giảm xuống 1.2219 trong các sự dịch chuyển này. 7.4 Sự ủng hộ và sự kháng cự Chúng ta cần phải chú ý sớm hơn tới các xu hướng này bao gồm các hình tam giác, tứ giác hay các khoảng ngang bằng của các đỉnh hay các vùng thấp, vùng rảnh. Hãy sẽ xem xét các khái niệm được đưa ra về đỉnh chấp hay các vùng rảnh thấp. Các vùng thấp hay các phản ứng lại trong xu hướng đi lên gọi là sự ủng hộ. Các đỉnh chấp hay các phản ứng cao hơn trong xu hướng đi xuống gọi là các sự kháng cự. Sự ủng hộ hay sự kháng cự, server, support and resistance, là một trong những công cụ phân tích cổ điển hàng đầu. Server như một trò chơi kéo co giữa người bán và người mua. Mức độ ủng hộ Là giá mà những người bán không bằng lòng bán với mức giá thấp hơn và họ bắt đầu đặt áp lực mua cao hơn áp lực bán. Mức độ kháng cự là giá mà người mua không bằng lòng trả giá cao hơn mức giá đó họ sẽ đẩy áp lực bán cao hơn áp lực mua. Mức độ ủng hộ hay sự kháng cự, server, hàng đầu bao gồm, mức độ ủng hộ chính là đáy của phạm vi giá mức độ kháng cự chính là đỉnh của phạm vi giá khoảng giữa của sự ủng hộ và kháng cự là mức giá mà nơi đó thì trường thường dịch dịch có xu hướng trung hoãn đảo ngược sự dừng lại trung, hay trung bình tiếp tục dao động giữa, giữa sự ủng hộ là một hay sự giảm hồi chính. ra giá trung bình của các loại tiền tệ trong hội khoảng phá vỡ. vỡ thành công thì nó trở Khi thành giá, giá một mức thay đổi đủ để ảnh hưởng tới giá trung bình thì một sự ủng đi lên phá vỡ thành công cũng trở thành miêu tả đầy phản nghĩa về sự thay đổi giá và giảm đi sự miêu tả ý nghĩa của các hoạt động giá có năm loại dịch chuyển trung bình phổ biến SMA simple moving average. EMA exponential moving average. TMA triangular moving average. MMA modified moving average. VWMA weighted moving average. Sự dịch chuyển trung bình có thể được tính trên bất cứ một dãy số liệu nào bao gồm cả giá mở cửa, giá đóng cửa, cao, thấp hay cho các chỉ dẫn khác. Dấu hiệu duy nhất của sự khác biệt giữa nhiều loại dịch chuyển trung bình đó là khối lượng được gán cho các số liệu gần nhất. SMA, Simple Moving Average, dịch chuyển trung bình đơn giản gán khối lượng ngang bằng với giá, nó là đường dịch chuyển trung bình đơn giản nhất trong năm đường dịch chuyển trung bình. MA, Exponentita Moving Average, dịch chuyển trung bình hàm mũ, là đường dịch chuyển trung bình hàm mũ và đường dịch chuyển trung bình khối lượng, VWMA, Way Moving Average, chúng thích ứng với giá hiện với tại gần nhất. Đây là công thức phổ biến nhất của sự dịch chuyển trung bình nó được dùng để so sánh mối quan hệ giữa giá hiện tại của chính nó với giá trung bình trước đó. TMA, Triangular Moving Average, dịch chuyển trung bình kim tự tháp, chính là đường dịch chuyển trung bình gắn với giá trị khối lượng hơn là giá trị của độ trượt phá nổi trội trước đó hay sau đó. MMA, Modified Moving Average, dịch chuyển trung bình thay đổi, là đường trung bình phức tạp nhất nó bao gồm SMA, kết hợp với đường trung bình trượt phá, MA. Nó có tính linh hoạt cao hơn bất cứ đường dịch chuyển trung bình nào. Đường dịch chuyển trung bình thường được dùng để xác định xu hướng của thị trường nó có thể được sử dụng như một điểm kết nối so với các dịch chuyển trung bình khác từ đó sinh ra các dấu hiệu mua bán trên thị trường khi sự dịch chuyển trung bình đi qua tất cả các chỉ dẫn dịch chuyển trung bình có thể được sử dụng giống như một bộ lọc trong hệ thống các giao dịch nhằm làm giảm các rủi ro ví dụ bạn chỉ muốn giao dịch dài hạn khi đường dịch chuyển trung bình dịch chuyển trên các đường chỉ dẫn hay khi giá tăng lên vượt qua các đường dịch chuyển trung bình nói chung một dấu hiệu mua sinh ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa nằm trên các đường dịch chuyển trung bình các đường chỉ dẫn ủng hộ hay sự thiết lập các vị trí sức mạnh vượt trội trên chính bản thân của thị trường tại thời điểm đó. Trái lại, dấu hiệu bán sẽ sinh ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa thấp hơn đường dịch chuyển trung bình thì chính các chỉ dẫn đó được thiết lập trên một sức mạnh bao trùm vượt trội hơn. Trong một xu hướng mạnh thì sự dịch chuyển trung bình của chính là giá sàn, price floor, trong xu. Hướng tăng giá hay giá trần, selling price, trong xu hướng xuống giá. Trong xu hướng chờ đợi, đứng giá, sideways trend, hay thị trường rừng, forex market các hoạt động của đường dịch chuyển trung bình trên thị trường như là một điểm trung bình giữa để biết kỹ hơn về chức năng công dụng của các đường dịch chuyển trung bình bạn hãy vui lòng xem phần mở rộng về các các biểu đồ giao dịch và công cụ chỉ dẫn ở phần này tôi đã chỉ ra cho các bạn thấy phân tích kỹ thuật chính là một cánh cổng lớn một con đường lớn sẽ giúp các bạn có được các giao dịch hiệu quả hơn và hy vọng sẽ giúp các bạn có thể sử dụng được các công phổ biến rộng rãi trên thế giới trong các giao dịch của mình bạn cần phải xác định rõ ràng chính xác các phương thức giao dịch của mình bạn cũng có thể tình cờ thấy các biểu đồ hay các phần mềm giao dịch khác mà bạn cảm thấy thích thú và hợp với mình hơn thì hay cứ sử dụng chúng miễn là nó giúp ích cho các giao dịch của bạn được tốt hơn điều đó cũng tốt thôi nên nhớ rằng bạn đang tìm kiếm một phương thức giao dịch cùng một cách tại mọi thời điểm hãy gạt bỏ mọi cảm xúc hãy đặt lệnh vào và ra khỏi vị trí thị trường một cách chính xác tại mọi thời điểm đó là tất cả những gì mà các chuyên gia trong lĩnh vực này làm